liệu lần này cô ta có sinh con trai hay không. Nếu cô ta sinh con trai thì kế hoạch chiếm gia sản này của anh Phát sẽ khó khăn hơn. Dạ, mình với ảnh càng khó có cơ hội được tự do bên nhau nữa. Lấy cho tôi cái áo sơ mi trắng coi. Nè, cái gì vậy? Tôi nói là cô lấy cho tôi cái áo sơ mi trắng coi. Trong tủ chứ đâu, anh vô mà lấy đi. Cô là vợ tôi, cô lấy giùm tôi có sao đâu. Nè, tôi là vợ chứ phải áo đỏ đâu nha. Đi có mấy bước tới lấy mà cô không lấy, hỏi cái là sai à? Tôi không phải giống như cô vợ quê mùa kia của anh đâu á nha. À, mình à, chị đây. Chuyện chị Thảo có thai mình không có thắc mắc gì hả? Mắc mớ chi tôi thắc mắc, Thảo có thai là tốt thôi chứ có gì đâu. Mình thử nghĩ lại coi, chuyện chị ta có thai có phải là kỳ lạ lắm không? Trời ơi, Thảo có thai tôi thấy không có gì kỳ lạ. Cô muốn nói gì nói đại đi. Rõ ràng trước đây thầy Lan đã khám cho chị Thảo, đã nói là sức khỏe không tốt, rất là khó có con. Vậy mà tại sao tự nhiên lại tiếp tục mang thai nhanh như vậy chứ? Là do chồng của cô quá giỏi đó. Chưa biết có phải là con của mình hay không mà ở đó tự tin vậy. Mình nên nhớ chị ta trước đây là tình cũ của ai kia. Thôi 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 thôi, cô đừng có nói ba cái chuyện dớ dẫn đó nữa. Tôi chỉ vì lo cho mình cho nên mới nói như vậy thôi. Còn nữa nha, mình không có thấy lạ là chị ta mừng công việc quần quật suốt ngày như vậy mà lại tự nhiên rất dễ dàng có thai. Hơn nữa, mình và chị ta đâu phải là cặp vợ chồng hòa thuận với nhau đâu. Điều này rất là đáng nghi ngờ đó. Xuống kêu mợ hai lên đây cho ông. Dạ. Dạ, cha kêu con. Hồi sáng vợ chồng con ở đâu mà tao không thấy mặt? Trong bữa cơm cũng thấy nó nữa là sao? Con đâu có biết chi đâu. Con nói gì vậy? Con làm vợ nó mà hỏi tới chồng con không biết nữa là sao? Dạ, tại vì mỗi lần ảnh đi đâu ảnh đâu có nói với con tiếng nào đâu. Bổn phận là vợ thì phải quan tâm tới chồng. Nếu mà lỡ nó ra ngoài nó quen thêm con khác nữa rồi con sống ra sao? Có chuyện gì vậy cha? Cha đừng có la chị hai. Anh hai con đâu phải hạng người phong lưu vậy đâu cha. Làm sao biết được? Nếu có một người vợ mà không biết quan tâm tới tâm tư của chồng thì đó là một người vợ thất bại rồi. Chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, con hiểu chưa? Thôi mà cha, cha đừng nói vậy nữa. Cha, hay là cha suy nghĩ lại chuyện của má. Cha bỏ qua cho má con lần này đi cha. Con thấy cô Út nói đúng đó cha. Dù sao đi nữa thì mấy ngày qua cha đã phạt má như vậy là đủ quá rồi. Chắc là má cũng buồn lắm vì đã để xảy ra cái cớ sự như vậy. Đúng rồi đó cha, tội nghiệp má lắm mà. Cha. 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 Má. Má ăn cơm đi má. Để con bới cơm cho má. Má không ăn. Hồi nãy má nói với con Thảo là khỏi đem cơm vô rồi mà. Thôi má ráng ăn một chén đi. Bộ má thấy trong người không khỏe hay sao? Tao làm vậy là để cha bay thả tao ra sớm mà. Ừ, sao bay buồn vậy? Dạ, thì hồi nãy vì chuyện của anh Thế mà cha trách mắng con trước mặt mọi người, làm con xấu hổ muốn chết luôn. Thằng Thế nó làm sao? Dạ, thì cha hỏi con anh Thế đâu, con nói con không biết. Vì vậy mà cha trách con là người vợ thất bại, không có nghĩ gì tới chồng, để chồng đi đâu mình cũng không biết. Má, má coi cha trách vậy có oan cho con không á? Anh Thế ảnh lớn rồi, ảnh đâu phải con nít đâu mà đi đâu cũng phải nói với con hả má? Ừ. Dạ má, con thấy má không ăn cơm cho nên con hầm cho má miếng canh, má ăn cho lại sức. Cô còn dám kêu tôi ăn nữa hả? Thím cũng biết lấy lòng ghê, vừa đấm mà vừa xoa. Đúng là cái đồ giả nhân giả nghĩa. Tôi bị như vậy á, tất cả là do cô gây ra hết. Nên bây giờ cô vui vẻ hả hê lắm phải không? Má, xin má đừng nói như vậy mà tội nghiệp con. Con chỉ sợ má suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh thôi. Chứ không phải á, cô muốn hành tôi cho tới khi tôi bệnh á, cô mới vừa lòng hay sao? Công nhận cô diễn tuồng giỏi lắm. Tôi đường đường là một bà hội đồng mà bây giờ á, bị nhốt trong phòng như vậy nè. Thiệt là nhục nhã mà. Tất cả là do cô gây ra đó. Cô đi ra ngoài cho tôi đi. Đi đi.
Đi. Nè, ai cho phép cô đi vào đây vậy? Túc ra ngoài cho tôi. Đồ cái thứ giả nhân giả nghĩa. Đi. Nè, nếu không phải vì thím thì má đâu có bị như vậy. Nếu là tôi có thương thì tôi cũng phải giận lắm đó nha. Má đối xử với thím như vậy là còn nương cho thím đó. Dòm cái mặt là tức muốn chết hả? Đi ra ngoài cho tôi. Mau lên. Má, hai đứa con coi nghĩ cách gì cứu má thoát khỏi cái cảnh này đi. Má chịu không nổi rồi, chắc má điên lên luôn đó. Má, hồi nãy con với cô Út có thử nói với cha, nhưng mà cha vẫn chưa có chịu. Má, tuy là bên ngoài cha con cứng rắn, nhưng mà cha thương má lắm. Má để dành vài hôm đi. Khi nào mà cha nguôi nguôi, con nói thêm vô, thế nào cha cũng bỏ qua à. Má ráng đi. Tất cả là do cái con quỷ cái đó gây ra hết đó. Mỗi lần mà nghĩ tới nó là má tức muốn trào má họng ra vậy đó. Không có thể nào mà tả được hết á. Trời ơi. Thôi má bớt giận đi má, để không ảnh hưởng tới sức khỏe. Bằng mọi giá con với cô Út sẽ nghĩ cách giúp má thoát khỏi cảnh này. Ừ. Cha. Cha. Ủa, sao bà chưa ăn cơm? Để cơm nguội canh lạnh hết rồi kìa. Tôi ăn không nổi. Mà tôi ăn làm sao nổi khi mà ông nhốt tôi ở trong này y như là tù nhân vậy đó. Cha, hay là cha cho má đi ra ngoài đi cha. Chứ má ở trong phòng hoài, má buồn má sinh bệnh đó cha. Cha à, phải đó cha. Cha tha cho má con đi. Má biết lỗi rồi. Tại cha không biết đó. Người hầu kẻ hạ trong nhà này kìa, cứ bàn ra tán vào hoài à. Khó chịu lắm cha. Ai? Người nào bàn ra tán vào? Chỉ cho cha coi. Khi nào má con thật sự hối lỗi, lúc đó cha sẽ tha. Con thấy là má biết lỗi rồi mà cha. Cha, con xin cha mà. Cha bỏ qua cho má đi. Má không chịu ăn uống gì hết sao được cha. Cha. Theo cha, cha vẫn chưa thấy cái sự mà ăn năn hối lỗi về cái chuyện mần của má con. Cha nghĩ là cứ để cho má con ở trong này, để có thời gian mà suy gẫm lại cái việc mần của mình. Lúc đó cha sẽ tha. Cha. Thôi đừng nói tiếng nào nữa hết. Ăn cơm đi. Giờ sao? Hai đứa tụi bay muốn cái gì? Dạ, con xin phép cha, con xin phép má con đi ra ngoài. Dạ, thưa cha, thưa má con ra ngoài. Sao mặt khó coi vậy cưng? Anh hẹn tôi ra đây có chuyện chi? Sao hôm nay em lạnh lùng với anh vậy? Anh nhớ em nên anh muốn gặp em không được sao? Nếu như không có chuyện chi hết, tôi đi về đây. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Anh muốn chính thức đến với em sớm. Anh điên hả? Tôi đã nói là tôi chưa có ly dị chồng, tôi không thể nào đến với anh được mà. Chẳng phải trước đây anh đã kêu em tìm mọi cách để ly dị chồng em? Em đã hứa với anh sao mà bây giờ em lại bất ngờ hốt hoảng vậy hả? Tôi đã nói là tôi chưa có ly dị chồng tôi được mà. Nếu muốn á thì em sẽ tìm mọi cách. Coi như lần này là lần cuối anh nhắc chuyện này với em. Anh không muốn chờ đợi cái chuyện này hoài nữa, hiểu không? Khôn hay dại á là tự em quyết định thôi. Em đừng có để nổi nóng. Em thừa hiểu tính của anh rồi. Một khi anh đã nóng giận lên rồi thì bất cứ chuyện gì anh cũng mần được hết, kể cả anh giết người. Dạ thưa cha. Ủa con? Dạ con có chuyện muốn thưa với cha. Có việc gì con cứ nói đi.
Con muốn xin cha bỏ lệnh cấm túc cho má. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, cha hãy bỏ qua cho má. Tụi má đã lớn, bị cấm túc trong phòng lâu như vậy dễ sinh ra tâm bệnh đó cha. Má con đã đối xử nhiều lần không công bằng với con, con không giận má con sao? Phận làm dâu như con làm sao dám trách cha má. Nếu có trách thì trách phần số của con kém may mắn. Con không biết cách nào mừng để cho má yêu thương con. Thôi được, cha sẽ suy nghĩ lời đề nghị của con. Dạ. Sức khỏe của con như thế nào rồi? Con nhớ là làm việc vừa phải thôi, bây giờ con đang mang thai, con phải biết tự chăm sóc cho sức khỏe của mình. Con xin lưu ý lời cha dặn. Dạ, con xin phép vào trong. Dạ. Nhà này thiệt tốt phước, khi có được đứa con dâu có tấm lòng nhân ái và hiếu thuận như vậy. Nè, cô mới đi đâu về vậy? Tôi vừa đi nói chuyện với cha. Mà mình có chuyện chi muốn nói với tôi sao? À, cô trả lời thiệt cho tôi biết, cái thai trong bụng của cô nó có phải là con của tôi hay không? Nếu như mà mình nghi ngờ thì có thể đợi sau khi tôi sinh con rồi thì mình đi kiểm tra huyết thống. Nếu như không phải thì tùy mình quyết định. Hai má con tôi. Còn nữa, mình đã là đàn ông á thì phải có bản lĩnh, giữ vững lập trường của mình, chứ đừng có nghe ai xách động một cái là lung lay, vậy không có tốt đâu. Khôn hay dại á là tự em quyết định thôi. Em đừng có để nổi nóng. Em thừa hiểu tính của anh rồi, một khi anh đã nóng giận lên rồi thì bất cứ chuyện gì anh cũng bằng được hết, kể cả anh giết người. Nè cô đứng lên đi. Cô có sao không cô? Dạ tôi không sao, cảm ơn cậu. Dạ, dạ. Cô cẩn thận nghe. Tôi đi nghe cậu. Anh hả? Cô có sao không vậy? Đang suy nghĩ cái gì mà đi đụng vô người ta không hay biết vậy? Tôi không sao đâu. Đâu? Cô không sao chứ? Chân của cô bị sưng rồi kìa. Để tôi đưa cô về. Tới đây ngồi đi. Tôi thoa thuốc này cho cô, giúp mau lành vết thương lắm. Sao anh đối tốt với tôi quá vậy? Giúp được gì trong khả năng của tôi thì tôi mừng thôi. Nhớ thoa thường xuyên đó. Em hãy ly dị nó đi. Anh muốn chính thức đến với em. Mình không muốn lấy hắn, nhưng mà mình phải mừng sao để từ chối hắn đây. Trời. Em làm gì mà thẫn thờ vậy? Sao anh vô đây vậy? Có ai thấy không? Yên tâm đi, anh quan sát rất là kỹ rồi mới dám vào đây. Mà em đang nghĩ bâng quơ gì vậy? Nhớ anh phải không? Biết rồi mà còn hỏi nữa. Em. Thôi, không có được đâu. Lỡ như... Em. Đồ quỷ à. Cô biết là anh nhớ em lắm không? Thiệt không? Thiệt chứ. em. Cái chuyện mà hai mẹ con Thảo á, em đã có kế hoạch gì chưa? Em cũng đang suy nghĩ nè. Cái chuyện đơn giản như vậy mà cần phải bỏ thời gian ra suy nghĩ nữa hả? Anh có cách hả?
Nói em nghe đi. Nói em nghe hả? Ừ. Đúng là diệu kế. Anh á, đúng là người đàn ông tuyệt vời của đời em mà. Em, bây giờ anh đã giúp em rồi á, em chịu anh có được không? Chịu gì? Người ta đã nói là từ từ rồi mà. Chị ba, chị đang mừng cái chi vậy? Chị có phải là chị đem thuốc qua cho con Thảo không vậy chị ba? Dạo này chị thấy Thảo hơi yếu nên chị mua thuốc tẩm bổ cho Thảo. Chị bị làm sao vậy hả? Tại sao chị cứ binh vực con Thảo hoài vậy? Riết rồi em cũng không hiểu nữa. Nó là em của chị hay em là em gái của chị vậy hả chị ba? Em nói cái gì kỳ vậy? Em là em gái của chị, Thảo là em dâu, đứa nào cũng là em hết. Đã là người trong nhà thì phải yêu thương nhau chứ. Nó chẳng là cái gì trong gia đình này hết á chị ba à. Chị á, chị không cần phải lo lắng cho nó đâu. Chị có biết là nó đã hại má hay không vậy? Chị mừng như vậy em cảm thấy em khó chịu lắm chị biết không? Phụng, dù sao Thảo cũng là chị dâu của em đó, em đừng có ăn nói hỗn hào như vậy. Chị còn la em nữa hả? Em thích nói như vậy đó, chị mừng chi em chứ? Bây giờ Anh, bây giờ anh trèo qua cửa sổ đi, để em ra ngoài coi sao. Đi. Chị cấm em đó, chị không muốn nghe những lời em nói hỗn như vậy nữa. Em vẫn thích nói như vậy đó, chị mừng gì em? Ủa, có chuyện gì mà sùm vậy cô Út? Chị Tư, em vừa mới bắt gặp chị ba. Chị Tư, chị có biết là chị ba mới mừng chi không? Chị dám đem thuốc dưỡng thai qua cho con Thảo đó. Em thiệt là tức quá đi mà. Má, bị con Thảo nó hại như vậy mà chị ba còn giúp đỡ, còn mang thuốc cho nó nữa hả? Thiệt tình không biết á, chị ba có uống trúng bùa mê thuốc lú gì của nó không nữa. Lúc nãy em nói chị, chỉ còn la ngược là em nữa chứ. Vậy giờ cô Út tính đi đâu đó? Em đang tính đi qua thăm má. Chị Tư, chị có muốn đi qua thăm má với em không vậy? Thôi cô Út đi trước đi, để tôi qua thăm sau. Ừ, em đi nghe. Chị hai. Cô Út, nghĩ tới cái cảnh má em chịu khổ trong phòng á, là vì cái con Thảo xui xẻo đó, em tức gì đâu á. Vậy thôi hai chị em mình qua thăm má đi. Chà, vừa nhắc đến cái thứ xui xẻo là nó xuất hiện liền ha. Phải chi mà nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy. Thường thường mấy cái thứ xui xẻo nó hay lởn vởn trước mặt của mình lắm. Nè, tôi đang nói chị đó, chị có biết hay không vậy? Chị là cái thứ xui xẻo. Chị có biết gì chị mà má tôi phải chịu khổ hay không chứ? Nếu như mà chị biết điều á, chị hãy cuốn xéo ra khỏi cái nhà này đi, đừng có làm khổ gia đình tôi nữa, chị có biết hay không vậy? Tôi nói cho cô biết, trong cái nhà này chỉ có cha má mới có quyền đầy la và đuổi tôi ra khỏi căn nhà này thôi. Còn cô không có quyền đó. Tôi cũng khuyên cô ăn nói cho đường hoàng, chứ để người khác nghe được á, người ta sẽ cười nhạo cô đó. Dù gì mình cũng có ăn học đàng hoàng. Ê, cô đứng lại cho tôi, đồ cái thứ xui xẻo. Miệng lưỡi nó bây giờ cũng đáo để thiệt. Đúng là không ưa nó được mà. Thôi mình đi vô thăm má đi. Má.
Sao mà thần sắc của má tệ quá vậy nè? Cha con thiệt là quá đáng mà. Nỡ lòng nào đối xử với má con vậy á. Má, nhìn má con cũng xót quá trời à. Thiệt con không hiểu tại sao á, là phận dâu con mà thím Tư lại nỡ đối xử với má như vậy á. Thôi con đừng có nhắc tới cái con đó nữa. Nhắc tới má càng thêm tức. À, dạ. Mà má biểu bay nghỉ kế để cho má ra ngoài, bay nghỉ ra chưa? Dạ có rồi má. Hả? Thiệt tình luôn á, là con tức lắm á. Con không hiểu là con quỷ Thảo đó, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà tại sao cha lại binh vực nó như vậy chứ? Trong khi con là con ruột, còn má là vợ của cha mà, sao cha lại đối xử với má con như vậy? Cầm miệng mày lại kia. Tao cho mày ăn học, bây giờ mày ăn nói cái kiểu mất dạy vậy đó hả? Má, ông à, ông bớt giận ông. Con chỉ nói sự thật thôi, cha đúng là binh vực người ngoài, không có binh vực con. Mày nói ai người ngoài? Tất cả đều là thành viên trong gia đình, chỉ có mày là nữ sanh ngoại tộc mới là người ngoài. Mày nghe rõ chưa? Dạ. Bớt nói một chút được không? Đi ra ngoài đi. Đi, hai đứa đi ra đi. Dạ. Cha với má nghỉ ngơi. Đó, bà thấy chưa? Con gái của bà đó, bà dạy nó như vậy, nó ăn nói mất dạy với tôi như vậy đó. Tôi chóng mặt quá. Sao vậy? Trời ơi, cũng tại bà. Bà không lo ăn uống gì hết trơn á, cho nên mới sanh bệnh như vậy đó. Kệ tôi, ông đi đi. Ông cứ để cho tôi chết đi. Đừng có lo lắng gì cho tôi nữa hết á. Cứ đòi sống đòi chết hoài à, cứ vậy hoài à, khổ ghê à. Không biết con nhỏ đó, nó nói năng kiểu gì với cha mà cha có một mực bên vực nó thì không biết nữa. Cũng may là nó chỉ mới lấy được lòng cha, chứ chú Tư mà nghe theo nó coi như nó ôm hết cái gia sản này còn gì. Tôi không bao giờ để cho nó làm điều đó đâu. Loại cùng đinh giống như nó làm sao mà xứng đáng gồng gánh cả cái gia sản này chứ. Chị Hai à, tôi nghĩ á là chị cũng phải nên khuyên anh Hai đi. Người gì đâu mà không màng tới cái gì hết, cứ để cho anh Tư tiêu xài kiểu này, dám cả gia đình chúng ta dọn ra đường ở lắm đó. Thì đó cũng là nỗi khổ của tôi. Tôi khuyên hoài mà anh Hai cô có chịu nghe đâu. Anh Hai tôi thiệt là ngộ mà, đúng là chàng ngốc thời nay. Đường đường là cậu hai cả của gia đình hội đồng giàu có bậc nhất cái xứ này, vậy mà không màng danh lợi tiền bạc địa vị gì hết á. Nếu thím Tư là người chân chất hiền lương thì tôi không phải lo. Còn đằng này tôi thấy thím ấy không có phải hiền từ gì đâu. Cứ suy ra chuyện của má thì biết. Bởi vậy nhiều khi tôi suy nghĩ mà lo cho gia đình của mình ghê. Một mình nó mần ăn được gì chứ. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với má, tôi sẽ bàn với má, tống cổ nó ra khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Rõ ràng thằng Tài không có trong phòng, vậy con Dung nó cười với ai trong phòng? Giọng cười đó rất giống anh Phát. Lẽ nào... Làm gì giật mình dữ vậy? Mình đang nghĩ gì hả? Mình vừa mới đi đâu về vậy? Thì tôi đi mần chuyện chứ làm gì. Có thiệt là mình mới ở bên ngoài về không? Tôi đi phụ công việc với lại cha, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Về nhà còn dặn dẻo tôi như vậy nữa, tôi cảm thấy rất là bực, mình hiểu không? Vợ chồng với nhau mà không tin tưởng nhau thì làm sao mà sống hạnh phúc được. Hôm nay anh ta không đi ra ngoài, vậy mà sao anh ta lại nói dối mình chứ? Bà nè, con Thảo nó đúng là một đứa dâu ngoan đó. Lúc nào nó cũng chăm sóc lo lắng cho bà hết.
Tôi giận bà, tôi cấm túc bà ở trong này, mà nó vẫn tiếp tục nó lo lắng cho bà. Ông thiệt là dễ tin người quá à. Mọi cái chuyện suối quẩy trong cái nhà này á đều là do nó mang tới. Nó vô đây chăm sóc tôi á, chẳng qua nó muốn nhìn tôi như vậy nè, để nó hả dạ nó, để nó chọc tức tôi á, chứ nó tốt lành gì đâu. Bà thiệt á, đúng là bà không có nhận định được đâu là đúng đâu là sai, cứ cố chấp hoài, khăng khăng cứ giữ lấy cái quan điểm con người nó là sai trái như vậy hoài à. Bà thiệt tôi nó hết nói nổi luôn. Lúc nào ông cũng binh vực người ngoài hết á, trút hết lên đầu của tôi đi nè. Ông làm vậy ông thấy đúng hả? Bà nói hoài cái vụ này à. Tại sao bà cứ nói con Thảo là người ngoài ngoài vậy? Nó là vợ thằng Tài, là dâu của mình, mà dâu Hiền là con gái, rồi nó còn sinh cháu nội cho mình nữa. Tôi không có muốn nghe chuyện của con Thảo nữa. Bà thiệt á, riết rồi tôi hết nói nổi bà luôn á. Cái nhà này đúng là vô phước mà, mới rước phải hạng người như cô ta. Cô nói ai vậy? Còn ai vô đây nữa? Là cái con, là bà Thảo đó. Cô ta đắc tội gì với cô nữa sao? Cô ta không có đắc tội với tôi, nhưng mà là với má của tôi. Vừa rồi tôi qua, tôi thấy má buồn rầu khóc lóc, khóc sưng hết cả hai con mắt luôn kìa. Má bị cha mắng quan cũng vì con Thảo hết á. Mà tôi nói cho anh biết nha, trong cái chuyện vừa rồi á, anh cũng có tội nữa đó. Má là người phụ nữ mạnh mẽ, lẽ nào vì chuyện cha nhốt trong phòng mà khóc thê thảm như vậy sao? Thì không hẳn là như vậy, nhưng mà má cũng buồn rầu lắm. Nhân nào thì quả đó thôi. Nè, anh nói như vậy là ý chi vậy? Ý của anh nói là má tôi đáng bị như vậy hả? Cái đó là cô nói chứ tôi không có nói à. Anh cũng phải mà, dù sao á, anh với cô ta cũng là tình cũ của nhau mà, binh vực lắm. Không phải ai từng là tình cũ với nhau cũng đều mang ý nghĩa đen tối như cô nghĩ đâu. Tôi không tin là thật sự anh với nó không có gì á. Tôi nói cho anh biết, nếu như mà tôi phát hiện ra anh với nó mà có chút gì với nhau, tôi đuổi cổ nó ra khỏi nhà cho anh coi. Thảo, Thảo, em bị sao vậy? Em có sao không? Em không sao. Chị đã dặn em rồi, bớt làm những công chuyện nhà lại đi. Em cứ làm những công việc đó rồi làm sao giữ được cái thai. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Nè, chị có mua cho em mấy thang thuốc dưỡng thai. Nè, em cứ sắc uống đi, đừng có ngại. Em cảm ơn chị. Thôi để chị đưa em về phòng nha. Cô gì đó ơi, ủa là anh sao? Ồ, lâu ngày gặp lại, cô vẫn đẹp đẽ mặn mà như xưa. Còn anh thì vẫn vậy, tính tình cũng không thay đổi gì hết. Có Phụng trong nhà không? Tôi muốn gặp Phụng. Có, nhưng mà bây giờ cô đã có chồng rồi. Tôi biết, nhưng mà tôi có việc muốn nói với Phụng. Cô cho tôi gặp Phụng đi. Vậy để tôi đi hỏi ý kiến cổ đã. Tôi có sự bất ngờ muốn cho Phụng biết. Nè, anh ngồi chờ đi, tôi kêu người gọi cô Út ra. Nở, dạ. Em vô nói cô Út là có bạn tới kiếm nha. Dạ. Anh uống đi. Muốn tha hồ chơi bời cờ bạc thì bằng mọi giá mình phải buộc con Phụng ly hôn sớm, để mình trở thành rể nhà này, sau đó từng bước thâu tóm gia sản nhà hội đồng và trở thành người thừa kế. Coi bộ ông hội đồng ngày càng ăn nên mần ra thì phải.
Cảm ơn anh đã quá khen. Siêng năng mần ăn á thì sẽ tốt hơn thôi. Ai vậy? Phụng. Ai mà kiếm tôi? Chị Thảo, chị xuống nói với mấy đứa lấy trái cây với nước lên đây cho tôi đãi khách. Tôi biết rồi. Anh mừng cái gì mà anh dám đến tận đây kiếm tôi vậy? Em hỏi kỳ, trước sau gì anh cũng trở thành rể của nhà này. Chứ lẽ anh không được tới chơi nhà vợ tương lai của mình sao? Anh đang nói cái kiểu gì? Anh đừng có quên, tôi đang sống với chồng tôi nữa nghe. Chính vì điều đó anh mới tới đây nè. Anh nói vậy là có ý gì đấy hả? Anh nghĩ anh phải tới đây thăm em thường xuyên, để em mới có động lực và mạnh dạn để ly dị chồng em chứ. Anh cũng phải cho tôi một thời gian chứ. Đây là chuyện đại sự mà, có phải giải quyết một ngày hai ngày là được đâu. Cha má tôi mà biết chuyện này á, anh Tú với tôi cho dù có ly dị cũng không có chấp nhận anh với tôi đâu. Anh có hiểu không vậy? Tôi xin anh đi về đi. Có chuyện gì tôi nhất định sẽ kiếm anh mà. Đi về đi, đi về giùm tôi đi. Đi. Ê. Cô Út, dù gì cô cũng là gái đã có chồng, tôi nghĩ cô không nên dây dưa với anh ấy nữa. Anh ấy không phải người tốt đâu. Nè, đó là chuyện riêng của tôi, không cần chị phải dạy đời tôi đâu nha. Còn nữa nha, tốt nhất là chuyện của tôi á, chị đừng bép xép cho ai biết, nếu không chị có chừng tôi đó. Chỉ có tao mới là chủ nhân thật sự của cái căn nhà này. Chỉ có tao mới có quyền ăn ngon, mặc đẹp và uống thuốc bổ để bồi dưỡng sức khỏe. Còn mày, hãy an phận với cái chén thuốc độc đó đi. Chết rồi, con lỡ đem thuốc dưỡng thai của mợ tươi lớn cho mợ uống rồi. Cái con này, mày chết rồi hả? Mày đi ra, đi lấy nước cho tao xuống miệng. Nhanh lên. Chúc mừng, mợ đã có thai. Có thai? Ừ. Mình có con sao? Không thể tin được. Mời cô. Dạ mời cô. Có chuyện gì mà em kêu anh tới đây gấp vậy? Em mới vừa đi gặp thầy Lan về. Tự nhiên đi thầy Lan? Không biết đâu. Không khỏe chỗ nào hả? Làm gì mà ông ngồi ông em ra vậy, có chuyện gì buồn hả? Em có thai rồi. Cái gì? Em nói thật chứ? Nhưng mà cái đó là của anh hay là của anh đó.
Đúng là ông trời giúp chúng ta mà. Đứa nhỏ này sẽ là người thừa kế tài sản của nhà ông hội đồng, thay cho cha má của nó. Em sao vậy? Bộ em không vui khi chúng ta sắp có con hả? Thầy Lan nói là cái thai rất yếu, nên có thể là sẽ không giữ lâu được. Tại sao là như vậy chứ? Em cũng không biết nữa. Chắc có lẽ là do em muốn nhầm chén thuốc dưỡng thai có độc của con Thảo, nên mới bị như vậy cũng không chừng. Đúng rồi đó. Chú Sáu đi kêu Thiếm về. Anh ơi, em tính bỏ nó trước khi nhà ông hội đồng biết, đỡ phải rắc rối về sao? Không. Tại sao lại không được? Bây giờ cái thai nó rất là yếu, sẽ không thể nào sống được đến lúc sinh ra đâu. Em à, cho dù nó không được sinh ra, nhưng cái chết của nó cũng sẽ giúp một phần nào cho chúng ta. Ý anh là sao? Bây giờ chúng ta sử dụng cái thai này để loại con Thảo ra khỏi tình thương của ông hội đồng. Cái thai này sẽ xảy theo ý của chúng ta, nhưng người gây ra chính là con Thảo. Em à, em cứ yên tâm đi. Đến thời điểm anh sẽ báo cho em biết. Bây giờ em cứ tận hưởng cảm giác của một bà bầu đi. Ủa, chị ba. Cháu ngủ rồi hả em? Dạ, cười giỡn nãy giờ mới chịu ngủ đó chị. Cháu chị có phước mới làm con của em á. Chị ra đi uống nước. Em thấy mình cũng bận rộn, nhưng mà từ khi có bé Phúc, em thấy mình vui hơn. Em đó, em đang mang thai phải giữ gìn sức khỏe, đừng có lo mần việc quá rồi đổ bệnh không có hay đâu. Em biết rồi. Chị cũng mau mau kiếm em bé đi cho vui nhà vui cửa chứ. Con cái là lộc trời cho mà, đâu phải mình muốn là được. Chà, vui vẻ quá hả? Nè chị Tư, tôi nhắc nhở cho chị biết nha, chị khoan vui đã. Cho dù mà chị có sinh con cho nhà này á, thì thân phận của chị cũng không có gì thay đổi đâu à. Phụng, sao lúc nào em cũng gây khó dễ với chị dâu em vậy? Thảo nó có lỗi gì với em hả? Em chỉ nhắc cho chị ta nhớ rõ về thân phận của chị ta thôi à. Đúng là bất công mà. Một người thì kiếm một đứa không ra, người thì đụng là có bầu, đụng là có bầu. Mình đang làm bập cái gì vậy? Còn ai ngoài cô em dâu yêu quý của anh nữa? Mà tôi thấy cũng lạ, mình với lại chú Tư cùng là con của cha má, mà sao hai người không có giống nhau chút nào hết vậy? Kể cả chuyện con cái cũng vậy nữa là sao? Một người đụng là có con, còn tôi với mình bao nhiêu năm nay đâu có đứa nào đâu. Chuyện con cái mà, làm sao mà tôi biết được? Do số chúng ta chưa được trời cho thôi. Mình á, lúc nào cũng đổ lỗi do hoàn cảnh. Tại sao mọi thứ đều là do số phận, là do mình hết á. Nếu mà mình không có nhu nhược thì tôi đâu có phải khổ giống như vậy. Tôi thấy mình có thiệt gì đâu. So với chị em trong nhà, tiếng nói mình cũng lớn mà. Chẳng qua trước mặt người ta giả bộ như vậy thôi, nhưng mà sau lưng tôi biết người ta đàm tiếu. Nói mình là cậu hai mà bất lực, nhu nhược. Mỗi lần tôi lén nghe mà đau xót ở trong dạ nè. Mà tôi khuyên mình hoài, mình có nghe không? Ai nói gì á thì kệ họ, mình quan tâm những chuyện ấy bằng chi? Mình không biết nhục, nhưng tôi á thì biết.
Tôi không có chịu được cái ánh mắt mà mọi người nhìn tôi coi thường như vậy. Nhất là cái tụi người ở trong nhà. Mình á, mình nhìn dượng ba với dượng út đi. Người ta là con rể mà ai cũng tranh nhau á để mừng việc cho cha với lại má. Còn mình thì sao? Mang tiếng là cậu hai của nhà hội đồng, là người thừa kế cái gia sản này của cha với má. Mà mình nghĩ đi, mình có cái gì trong tay chưa? Ngay cả việc cha giao cho mình mà mình cũng chẳng làm tròn được trách nhiệm để cha lấy lại cái cửa tiệm, nhục chưa? Thì tôi đã nói tôi không thích những chuyện mặt ăn tranh đua như vậy rồi còn cái gì. Mình nói nghe sao mà vô trách nhiệm quá vậy? Chẳng lẽ mình cứ sống mà để cho cha má cung cấp tiền bạc nuôi mình suốt đời hay sao? Mình là đàn ông, phải biết lo cho gia đình của mình chứ. Tôi nói cho mình biết, mình suy nghĩ lại đi. Sau này cha má mà mất đi á, rồi ai sẽ lo cho mình hả? Mình không biết dương lên thì sau này lấy gì mà lo cho bản thân của mình, rồi lo cho tôi nữa. Cô Út. Ủa chị Tư. À, cô Út nè. Ừ? Hồi cô Út mang thai á, cô Út có cực không? Cực lắm, cực muốn chết luôn á. Cực lắm hả? Ừ. Mà cực là cực sao vậy cô Út? Tôi nhớ lúc mà mang thai á nha, nó kỳ cục lắm. Tự nhiên cái hả, thích ăn những cái thứ bình thường mà mình rất là ghét, uống những cái thứ mà mình rất ghét. Còn những thứ mà mình thích ăn á thì bị cấm. Rồi ăn cái gì vô cũng muốn ói, muốn chết đi sống lại vậy đó. Nói chung là dễ sợ lắm, cực lắm luôn đó nha. Vậy lúc đẻ có đau không vậy cô Út? Trời ơi, lúc đó hả, tôi đau giống như là chết rồi tới nơi vậy á, dễ sợ lắm. Chị Tư. Hả? Sao bữa nay tự nhiên lại hỏi tới chuyện này vậy? Chị Tư có tin vui hả? Mình có nên cho cô ta biết không? Tôi nghĩ á, chị Tư cũng nên tranh thủ sanh một đứa cho anh Tư tôi đi. Nếu như mà chị không sanh con á, không chừng mà con Thảo nó được nước làm tới là chị sống không có nổi đâu. Bà chủ. Dạ. Cho thêm một bình rượu nữa. Dạ có liền. Dạ đây cậu. Anh hai. Dượng ba đó hả? Ngồi xuống uống với tôi một ly cho vui. Sao vậy? Anh ngồi uống rượu của mình vậy? Anh có chuyện buồn gì hả? Có lẽ ông trời đã xoay nhầm duyên cho tôi và cô ấy thì phải. Tại sao lại nói như vậy? Cô ấy thì muốn tôi đứng ra thừa kế gia sản của gia đình, còn tôi thì ngược lại, không ham muốn gì những thứ đó. Cô ấy chê tôi, nói là tôi vô dụng. Mà có lẽ tôi vô dụng thiệt. Lấy cô ấy nhưng mà không mang lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy. Anh hai à, em thấy anh là một người khá đặc biệt. Em để anh ở chỗ là một người không ham danh lợi, mấy ai được như anh đâu. Đáng lý ra là chị hai phải cảm thấy hạnh diện khi có anh là một người chồng mới đúng chứ. Ừ. Nhưng mà cô ấy lại cảm thấy bất hạnh khi lấy tôi, thường mang tôi ra so sánh với Dượng hoặc là Dượng Út. Chắc có lẽ là nghe ai sầm xì rồi chỉ không vui nên nói với anh vậy thôi. Thôi đừng có để tâm anh hai. Có lẽ là tôi cũng nên mần theo ý của ấy một lần. Ý anh là sao? Xin cha cho theo học việc quản lý. Nhưng mà anh nói là anh đâu có thích mấy chuyện đó mà. Tôi không thích, nhưng mà tôi cũng không muốn vợ mình cảm thấy bất hạnh và mặc cảm khi lấy phải một người chồng như mình, không sinh được con, lại cũng không tham gia vào công việc của gia đình. Anh hai, anh hãy sống cuộc sống như trước giờ. Mình vẫn sống không tốt hơn hay sao? Bằng những chuyện mà mình không thích như vậy, tất nhiên là anh cảm thấy mình khó chịu và mệt mỏi lắm.
Còn nếu về chuyện gia đình á, anh yên tâm đi, có em, Dương Út với lại chú Tư lo hết rồi. Cô ấy nói là nếu sau này cha má không còn thì cậu sợ tôi và cổ không còn một chỗ để nương nhờ. Chị dâu đúng là lo xa. Nhà ông Hội Đồng là giàu nhất cái xứ này, mấy đời ăn còn không hết nữa. Tôi nói như vậy mà cậu không có chịu. Cậu muốn tôi phải mần để sau này còn gánh vác gia đình. Mà bây giờ tôi thấy cậu nói cũng có lý. Có lẽ tôi cũng nên đứng ra để lãnh trách nhiệm này. Anh hai à, chúng ta sống vui nhất khi là mình được mần những chuyện mà mình thích. Không thể vì những người khác mà mình mần những cái chuyện trái với lương tâm của mình được. Nếu bản thân anh cảm thấy không thích thì anh mần chuyện đó có được hay không? Lúc đó còn ngược lại cha má còn lo hơn cho anh nữa. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Còn lâu tao mới cho mày gánh vác gia sản này. Gia sản này phải thuộc về tao. Thầy, cho con một gói thuốc để con bỏ cái thai này. Dạ, được rồi. Là chị Tư nhỏ nhà ông Hội Đồng, nhưng sao chị ta đến đây? Nhìn thần sắc của chị ta không giống như là đang đau yếu vậy. Hình như chị ta đang mua thuốc. Coi bộ thái độ không được bình thường. Thuốc này là mở về, mở pha với nước ấm. Hả? Uống trong 3 ngày. Uống trong 3 ngày. Dạ. Thảo đang mang thai. Có khi nào cô ta ganh ghét mà mua thuốc hãm hại Thảo? Đây, cho con gửi. Dạ, cảm ơn mợ. Chuyện đó giải quyết sao rồi? Tôi vẫn đang tìm cách. Tìm cách? Hỏi tới cái chuyện này cái tìm cách. Nhưng mà cha má tôi không có đồng ý. Bây giờ tôi có muốn cũng đâu biết làm gì bây giờ. Đó chỉ là cái cớ. Hình như tôi có cảm giác là cô không muốn ly hôn với thằng chồng trí thức hờ đó thì phải. Phải không? Làm gì có. Tôi nói cho cô biết nha, tôi không còn kiên nhẫn với cô đâu nha. Cô cũng biết tính tôi rồi đó. Tôi mà nóng lên tất cả mọi chuyện tôi làm được hết. Trong lúc tôi còn tình cảm, tôi còn lịch sự với cô á, thì mau tìm cách mà giải quyết đi. Chứ để mọi chuyện vỡ lẽ ra hối hận không kịp. Nhớ đó. Sao mình khờ dại như vậy? Sao mình ngu ngốc như vậy chứ? Đâm đầu vô yêu một thằng khốn nạn như vậy chứ? Nè, chị Thảo, hồi trước làm sao mà chị bị hư thai vậy? Hả? Sao bị hư thai hả? Nè, cô bị khùng hả? Thì nói đi mà, sao bị vậy? Nói đi. Cô có sao không? Hình như là nó đau. Đúng rồi, nó đau rồi. Ủa, sao hết rồi? Kỳ vậy? Nở. Dạ. Giờ này mày bưng cơm lên làm gì à? Dạ, tại mợ Tư nhỏ kêu con mang lên đó bà. Vậy hả? Má, má ăn cơm với con không má? Sao bé ăn cơm giờ này? Dạ, tại con đói quá má. Bình thường á là con nhịn ăn để cho đẹp dáng đẹp da, mà sao bữa nay lại ăn giờ này hả? Không sợ xấu ha? Dạ, tại con đói quá, con chịu không có nổi.
Hồi chiều này con ăn rồi mà không biết bị gì á, con ói ra hết trơn à. Dạo này con hay bị như vậy lắm, cho nên lúc nào con cũng thấy đói hết trơn á má. Ừ. Cứ ăn vô rồi ói. Ăn vô rồi ói hả? Không lẽ là nó có bầu? Phải nói sao đây? Con nên nói cho bà biết là mình có thai không? Nè nè nè, bay qua đây má biểu. Dạ. Dạ. Ngồi đó đi. Nè, bay ngửa cái cổ lên cho má coi coi. Ôi trời ơi, đúng rồi, bay có bầu rồi. Ờ, sao má biết hả má? Thường à, mấy người có bầu á là cái mạch cổ nó đập nhanh với mạnh dữ lắm. Ừ. Dạ, thật ra là con cũng mới vừa đi khám Thầy Lan về. Thầy Lan nói sao? Dạ, ông nói là con có thai được vài tuần rồi đó má. Dạ, tại vì mới quá cho nên con chưa có kịp thông báo với mọi người thì đã bị má phát hiện rồi. Trời ơi, có thai là tin mừng, phải thông báo sớm sớm mới phải chứ. Vậy là nó có thai rồi. Má, có chuyện gì mà má vui quá vậy? Nó có tin mừng rồi đó con. Hả? Nó có thai rồi. Thím từ nhỏ có thai hả? Ừ. Sắp tới nhà này có hai đứa cháu ra đời một lượt đó. Đúng là xúi quậy. Chưa xử được con Thảo thì con Dung lại có bầu. Đúng là tin vui mà. Dạ. Chúc mừng má, chúc mừng em dâu. Vậy là sắp tới em được làm mẹ rồi đó nha. Nè, bay coi mà học hỏi con Thảo với con Dung đi nha. Đứa nào cũng biết đẻ hết, còn bay á, tao chờ hoài mà không thấy một mụn con nào hết trơn hà. Số con đúng là bạc phước mà. Thôi, má nói như vậy á, chứ cũng không có trách hờn gì tụi bay đâu. Còn cái á, là cái lộc cái duyên trời cho mà. Ừ, Dung nè, giờ bay có bầu rồi thì phải đi đứng cho cẩn thận nghe chưa. Không có được bưng bê đồ nặng, không có được leo trèo, không có được ăn uống lung tung bậy bạ. Nè, mà phải kiên cử luôn chuyện vợ chồng trong 3 tháng đầu đó nghe chưa. Sao kiên cử nhiều thứ quá vậy má? Ừ, nếu muốn đứa trẻ khỏe mạnh thông minh á, thì phải kiên cử như vậy đó. À mà má, trước đây cha phân công cho con phụ giúp công việc với chị Thảo. Nếu mà con không mừng thì sợ cha rầy, mà những việc kia toàn là việc nặng nhọc không à. Con sợ quá má ơi. Ôi, cái chuyện đó bay khỏi phải lo đi. Để má tính cho. Từ rày á, bay cứ ngồi yên đó, không phải động tay động chân gì hết. Cứ ngồi đó mà dưỡng thai. Miễn sao á, sinh được đứa cháu khỏe mạnh thông minh cho má là được rồi. Dạ con cảm ơn má. Ừ. Ông à, con Dung nó có thai rồi. Hả? Con Dung nó có thai rồi. Sao bà biết? Nó mới nói với tôi hồi nãy nè. Vậy hả? Vậy là nhà mình sẽ có 3 đứa cháu lận đó. Vui ha ông. Ừ, ông à, hay là nhân dịp này ông cho tôi ra ngoài đi, để tôi còn dạy dỗ cho nó biết cách mang thai phải chăm sóc như thế nào, để nó sanh mẹ tròn con vuông nữa nghe. Hay quá ha, cơ hội ghê vậy đó. Ừ. Thôi được rồi, tôi vì con vì cháu, lần này tôi tha cho bà ha. Nhưng mà phải hứa với tôi không có được nông nổi mà mê tín dị đoan như vậy nữa nghe chưa. Ừ. Nè, lần sau mà tái phạm á là tôi sẽ xử phạt còn nặng hơn nữa đó. Tôi hứa mà. Ừ. Giờ á, Dung nó đang mang thai. Ừ. Cho nên tôi mới biểu nó là thôi không làm công chuyện dưới bếp nữa. Ừ. Cứ nghỉ ngơi mà dưỡng thai. Ừ. Đó. Mà nó mới mang thai lần đầu nên sức khỏe nó không được tốt quá nghe. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi nói bà nghe, sau khi mà sanh xong mẹ tròn con vuông rồi, nó cũng phải xuống bếp mà phụ với con Thảo nghe. Chuyện đó sau này rồi tính đi. Mà thấy cũng kỳ nghe, hai đứa cùng là dâu với nhau, mà hình như tôi thấy bà thương con Dung hơn con Thảo à.
thì ông cũng binh con Thảo chầm chập không phải sao? Tánh tôi vậy á, rất là công bằng. Có công thì thưởng, có tội thì trừng, vậy thôi. Đó, thì ông cũng vậy thôi. Nói gì tôi. Chị, chắc Dương cũng biết chuyện cô Dung có thai rồi phải không? Ừ, tôi cũng vừa mới nghe. Ngày xưa Dương nói con Dung là người cùng phe với mình, nhưng mà bây giờ nó đã có thai rồi, chuyện khác rồi, không có giống như hồi trước nữa đâu. Chị cứ yên tâm đi, mọi chuyện vẫn như cũ. Dương đừng có quên là nó đã có thai rồi. Nó có thai rồi, Dương hiểu không? Sau này nó sẽ vì đứa con nó mà trở mặt với mình thì sao? Gà tôi nuôi tôi biết, không bao giờ dám làm chuyện đó. Dương dám chắc. Vậy còn cái thai, chúng ta có cần phải xử lý để trừ họa cho sau này không? Bây giờ thì chưa cần, đợi đến lúc thích hợp, nó sẽ là con bài của chúng ta. Nếu con Dung mà nó sanh con trai á, là gia đình mình có người nói giỏi rồi đó. Dạ, thưa cha má. Chuyện gì con? Con có chuyện này muốn thưa với cha má. Con nói đi. Dạ, hôm bữa con đi khám á, thầy Lan nói là sức khỏe của con không có được tốt, cho nên là con phải giữ gìn cẩn thận, chứ không thôi là ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Thầy Lan đã nói vậy á, thì bay cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đó. Con muốn cái gì thì con nói đại đi. Dạ, con muốn xin cha má là cho phép con từ Rài trở về sau. Chị Thảo sẽ lo cho việc ăn uống của con, và sẵn chỉ dạy cho con thêm nhiều thứ về thai nghén luôn. Bởi vì dù gì thì chị cũng là người có kinh nghiệm. Bây giờ nếu con cần học hỏi cái gì á thì qua hỏi chị của bay. Còn cái chuyện chăm sóc á thì ở trong nhà này thiếu gì người ăn cái ở, cứ để cho người khác người ta mần. Đâu phải chuyện gì con bắt con Thảo nó lo đâu. Cha bay nói phải đó. Với lại từ trước tới giờ bay với con Thảo đâu có hiệp nhau. Lỡ xảy ra chuyện gì rồi là ảnh hưởng tới cháu của tao. Má, nhưng mà chị Thảo á, chị nấu ăn ngon lắm á. Còn chị thích ăn những món mà chị Thảo nấu thôi à. Dạ thưa cha má, nếu như mà em Dung muốn như vậy thì con có thể lo phần ăn uống cho em. Thôi được, cái chuyện ăn uống thì cứ để con Thảo nó lo. Còn cái chuyện khác nếu cần thì người ăn kẻ ở trong nhà sẽ mận cho con nha. Dạ, con cảm ơn cha má. Vì để an toàn cho hai mẹ con bay á, từ Rài cho đến lúc sinh, con phải ở luôn ở trong phòng nghỉ ngơi để mà an toàn cho hai mẹ con. Còn cái chuyện ăn uống thì có người khác lo, không được đi ra ngoài. Sao? Con phải ở suốt ở trong phòng luôn hả cha? Thì đúng rồi, chứ chẳng phải thầy Lan đã dặn con là phải nghỉ ngơi an dưỡng hay sao? Nhưng mà suốt ngày ở trong phòng chắc là buồn chết luôn á cha. Buồn á thì buồn, bây giờ phải vì đứa nhỏ mà ráng chịu đi con. Có những người á, họ sẵn sàng, họ nằm hoài cho tới lúc sanh luôn, cũng để cho đứa bé được bình an. Má, con không có muốn suốt ngày bị nhốt ở trong phòng đâu má. Ở trong phòng á, riết chắc con điên lên vì buồn á. Buồn á thì buồn, nhưng mà có những chuyện á mà mình muốn á, cũng không thể nào mà làm được á. Nè, vì con bay á, bay phải cố gắng. Sau khi sinh xong mà bay được tự do. Má nói là con phải ở suốt trong phòng cho đến lúc mà con sinh luôn á hả má? Đúng như vậy đó. Không phải muốn cái gì là được theo ý bay đâu. Thiệt là tức chết đi được á mà. Cái lão già chết tiệt đó dám giam mình ở đây. Mợ Tư, đây là thuốc dưỡng thai của mợ. Tao không uống, bưng ra ngoài. Nhưng mà bà dặn con mang lên cho mợ uống. Tao là chủ hay mày là chủ? Đi ra ngoài, bưng cái thứ quỷ đi theo luôn đi. Dạ. Mình có phải là nô lệ của họ đâu mà họ nhốt mình suốt ngày trong đây vậy. Con dậy, mày làm cái gì vậy hả? Con dậy coi. Mà cô dậy, đứng lên, nghe tao biểu nè, mày tỉnh chưa? Nè, nghe tao biểu,
Mày đi mời cậu mày tới đây gặp tao gấp, nghe chưa? Dạ. Lẹ đi. Mời cậu gặp bà Tiên hả? Đi liền. Bà hả? Tiên gì? Dạ. Gặp tao chứ gặp bà Tiên gì? Lẹ. Dạ. Đi gặp bà Tiên, đúng rồi. Trời đất ơi, cái thằng này. Anh. Nè, có chuyện gì mà kêu qua đây gấp vậy? Lỡ người khác biết được thì sao? Em suốt ngày bị giam cầm ở trong đây giống như ở tù vậy đó. Ai giam? Ông hội đồng chứ ai nữa. Cũng tại anh hết đó. Làm gì tại anh? Tại vì em nói á, sức khỏe của mình không được tốt, và đòi con Thảo phục vụ cho em. Cho nên ông hội đồng á, ông bắt em suốt ngày phải ở trong đây nè, cho tới khi nào em sinh con mới thôi. Làm sao mà em chịu nổi đi chứ. Thiệt tình á. Em, bây giờ em cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa đi. Sẽ không lâu đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà suốt ngày em ở trong đây thì làm sao em có cơ hội đổ lỗi cho con Thảo được đây anh. Bây giờ cái chuyện đó em đừng có lo, cứ để cho anh lo. Mợ Tư ơi, con ăn cơm cho mợ nè. Mợ Tư ơi. Dạ, tao chưa có muốn ăn. Mày đem ra ngoài đi, khi nào cần tao gọi. Dạ. Trời ơi, bây giờ giống như ở tù vậy đó. Nghe nói nè, bây giờ em cố gắng vì tương lai của mình mà hãy chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa, có được không? Ừ, em biết rồi. Ừ, em cố lên. Thôi anh đi à. Chị đang có thai, mần việc gì nhẹ thôi, có gì kêu người ở phụ bớt cho. Tôi không sao, tôi làm được mà. Nè, chị nên giữ thân mình đi. Dưỡng đi đi, đừng để người khác nhìn thấy, người ta hiểu lầm lại không hay. Chà, nếu mà người ngoài nhìn vào mà không biết thì cứ tưởng hai người là vợ chồng đó, có phải không ha? Có bộ chị từ nhỏ thích xen vào chuyện của người khác quá ta. Cha đã căn dặn chị là phải ở trong phòng để giữ thai. Nếu như cha mà biết được chị ra ngoài một cách thoải mái như vậy, không biết lúc đó cha sẽ xử trí chị sao ta. Chuyện đó chuyện của tôi, không cần dựng xen vô. Tôi chỉ muốn tốt, cho nên nhắc nhở chị về thôi. Tôi không cần. Dì, dì cũng đang có em bé, dì cũng nên thay đổi cách cư xử đi, chứ đừng có tức giận như vậy, sẽ không tốt cho đứa con đâu. Chị im đi. Chị là cái gì mà lên mặt dạy đời tôi? Tôi mà cần học cái gì á thì tôi hỏi má, chứ không cần chị xen vô. À, mà tôi nói cho chị biết luôn nha, từ rày trở đi á, má đã cho tôi được phép nghỉ ngơi, không cần động tới móng tay mần những việc như trước đây nữa. Cho nên á, chị cũng đừng có hòng mà dùng cha ra để mà uy hiếp tôi nữa nha. Dựng đi đi. Chị cẩn thận đó. Ừ. Em kêu anh ra đây, không sợ mọi đồng biết hả? Cũng vì bị ổng cấm túc ở trong phòng suốt á, mà bây giờ em sắp điên luôn rồi nè. Hôm nay ổng đi mần việc xa, cho nên em mới lén ra đây ngồi cho thư thả. Tưởng đâu là mang thai á thì sẽ được ngồi mát chỉ tay năm ngón. Ai ngờ đâu bị giam lỏng trong phòng giống như ở tù vậy đó. Thôi em ráng cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa đi, rồi mọi chuyện sẽ trở về như trước thôi. Anh, bữa giờ bà Hạnh có tra hỏi gì anh hay làm khó dễ gì anh sau chuyện vừa rồi không? Có, nhưng anh nói là tụi mình không có gì hết. Chị ta tin anh sao? Sao không tin? Người lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ, chứ có ai mà không lỗi với em đâu. Không phải là chị ta ngu khờ, mà là vì anh quá lanh mảnh đó. Em đó, ráng chịu đựng nghe chưa. Tất cả là vì anh đó.
sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Dạ con thưa má. Bà vô đây tao biểu. Dạ. Bây á, kêu thằng Tài bớt ăn chơi đi, lo mần ăn phụ với cha bây. Chứ thằng Thế bây giờ á, nó không màng vô chuyện gì hết, mọi chuyện chỉ còn trông chờ vô thằng Tài nữa thôi. Con có nói rồi, nhưng mà anh không có nghe má ơi. Ủa, tại sao lúc trước nó nghe lời bay lắm mà? Cái đó chỉ là ban đầu thôi. Ảnh mần vậy á, là để lấy lòng con. Còn bây giờ cưới được con rồi thì chẳng coi con ra gì hết. Chán lắm má ơi. Đàn bà mất hấp dẫn với đàn ông là do bây giờ. Chớ như tao đây nè, cha bây đâu có dám. Nè, bay đi đâu mà mắt mũi sưng húp hết vậy hả? Dạ, con đi dạo. Đi dạo sao mà mặt mày khó coi vậy? Hay là có chuyện gì với chị rồi? Bay làm cái gì mà nó nhìn bay kỳ vậy hả? Con đâu có biết đâu. Con đâu có làm gì đâu má. Có khi nào chị ta biết chuyện mình với anh Phát không ta? Minh. Còn tiền không? Cho tôi mượn tôi gỡ lại một chút coi. Tiền đâu mà đưa. Cất giấu kỹ lắm nè. Cho tôi mượn tôi gỡ lại coi. Đã nói là không có mà. Thôi mà đừng có giỡn với tôi. Cho tôi mượn ít tiền tôi gỡ lại coi. Trời ơi, đã nói là không có tiền. Anh cứ đi suốt như vậy có lo gì cho mẹ con tôi đâu. Rồi lại về hỏi tiền như vậy. Rồi mẹ mốt sinh con ra lấy gì mà nuôi con. Trời ơi, hơi đâu lo xa mệt quá. Bây giờ tôi cần tiền tôi gỡ trước. Mai mốt tôi có nhiều tiền tôi lo cho con tôi. Tiền đâu, không tiền có. Đâu. Tôi đã nói là không có mà. Nè, tôi hỏi cô một lần cuối nè. Có tiền đưa đây coi. Tôi nói là không có đó. Đừng có ý là chồng rồi ức hiếp tôi nha. Trời đất, mệt quá. Đừng có giỡn với tôi mà. Đưa tiền cho tôi coi. Mệt quá. Cô có sao không? Buông ra. Cô có thai thì phải chú ý chứ. Sao để xảy ra chuyện như vậy? Cô im đi. Cái thứ như cô mà bà đặt dạy lời tôi hả? Đứng lên đi. Đi ra. Đi ra ngoài. Tôi không cần. Mày nói cái gì? Nó không đưa cho mày là đúng. Cha, làm chồng làm cha tới nơi rồi, lo ăn chơi không có lo làm ăn gì hết. Cha nói sao con cũng lo mần ăn mà. Mày mần cái gì? Hả? Thì lông nhông ở ngoài đường không à. Mày nhìn thằng Tú mà mày học hỏi. Anh em trong nhà với nhau mà mày không giúp đỡ cho nhau, không đỡ đần công việc cho nó gì hết. Một mình nó mà nó phải gánh vác biết bao nhiêu công chuyện. Cha ơi cha, cha ngộ quá. Con là con ruột của cha. Nó là cái thằng ăn nhờ ở đậu, sao mà xứng đáng được chứ. Nè, mày đừng có nói cái giọng đó nghe chưa. Ai ăn nhờ ở đậu, đứa nào cũng là con hết trơn á. Mày mới là cái thằng không xứng đáng ở trong căn nhà này. Cha, mần ăn không lo mần ăn, lo ăn chơi liêu lỏng không à. Coi bộ lần này á, cha để cơ nghiệp này lại cho con rể út, chứ không có để lại cho con ruột của mình nữa. Làm gì có chuyện đó chứ. Tất nhiên là không bao giờ xảy ra chuyện đó rồi. Nhưng ai chứ cha là làm thiệt đó. Một khi cha đã thích ai rồi. Cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Cái thằng đó phải biến ra khỏi đây mới được. Đúng. Một rừng không thể nào có hai chú Sơn Lâm được. Nè, anh có cách gì không? Có chứ. Cách gì vậy? Nói đi. Cái cửa tiệm gạo của nó quản lý. Bây giờ mình tìm cách làm mất tiền của nó đi. Ý anh là cậu đang cần tiền mà. Lúc đó cha sẽ không tin tưởng nó nữa. Tôi hiểu rồi. Cái đó chỉ là bước một thôi. Còn bước hai á, là phải trộn hàng xấu vào hàng quá của nó, để cho nó mất uy tín với khách hàng, làm cha không tin tưởng nó nữa. Hay đó. Cách này được.
Anh hôn cái. À anh. Tên như là con Phụng. Mà nó ngồi với ai vậy cả? Người đàn ông ngồi với con Phụng là ai vậy cả? Nè, mày đứng lại. Mày đi đâu mới về đó? Dạ thưa má, con đi ra ngoài gặp bạn chút thôi ạ. Bạn nào, ở đâu? Má à, sao bữa nay má kỳ lạ vậy? Con đi ra ngoài gặp bạn thôi mà. Câu này á để tao hỏi mày mới đúng. Mày nói thiệt đi, mày đi gặp ai? Hả? Cái người mày gặp ở bên bờ sông là ai? Mau nói thiệt cho tao nghe coi. Thằng đó là ai? Nói mau. Anh ta, anh là người yêu cũ của con. Hả? Cái thằng Sở Khanh làm cho mày một bụng rồi quất ngựa tri phong đó hả? Trời ơi con ơi, sao mà mày ngu dữ vậy? Cái thứ Sở Khanh như vậy á mà mày còn qua lại với nó làm cái gì? Hay mày muốn nó làm cho mày một bụng nữa mày mới vừa lòng chứ hả? Trời ơi, sao mày ngu dữ vậy hả con? Hả? Chuyện này mà cha mày biết được á là ổng tống cổ mày ra ngoài đó, mày biết chưa? Má, con xin má, má giúp cho con đi. Má đừng có nói chuyện này cho cha biết, cha đuổi con đi đó má. Mày bây giờ là gái đã có chồng rồi, chuyện này mà đồn ra ngoài á là mặt mũi của tao với cha bay á để ở đâu hả? Con không có muốn qua lại với anh ta đâu má. Nhưng mà... Nhưng sao hả? Anh ta đe dọa con. Hả? Anh ta nói là nếu như mà con không ưng thuận gặp gỡ anh ta sẽ cho mọi người biết tất cả mọi chuyện này. Con không muốn cho ai biết đâu má. Cái gì? Nó dám đe dọa mày sao? Dạ. Vậy là những lần mày ra ngoài về mặt mày mày bầm tím á là do nó gây ra đúng không? Được rồi, nếu đã như vậy á, ta sẽ cho nó biến khỏi cái xứ này luôn. Má, má tính xử anh ta thật hả? Cái loại người như nó sống chỉ thêm chật đất mà thôi. Chỉ có nó biến mất khỏi cuộc đời này á thì nó mới giữ được cái bí mật đó. Nhưng mà ai sẽ làm được chuyện này hả má? Phải tìm một người tin cậy mới được. Thằng Thế thì quá hiền, còn thằng Tài á thì không có làm được cái việc này đâu. Vậy còn anh Ba, anh Tú nữa má? Thằng Tú sẽ không bao giờ đồng ý làm cái chuyện này. Chỉ còn lại một mình thằng Phát thôi. Từ trước tới giờ thằng Phát cũng là người không bao giờ chống đối với má con mình. Bay đi kêu thằng Phát vô phòng gặp má. Dạ. Nó lên. Con biết rồi. Nè, gì mà mặt mày hầm hầm vậy? Đánh bài thua nữa rồi đúng không? Thiệt tôi không hiểu nổi mình luôn á. Suốt ngày ăn chơi cờ bạc mà không biết chán hay sao đó. Thấy anh Ba không? Vừa thông minh vừa giỏi giang, bởi vậy càng ngày càng được cha tin tưởng. Đi đâu hay mận gì á, cha cũng kêu ảnh hết á. Nè, bộ có chuyện chi với anh Ba sao? Hôm rồi tôi thấy coi bộ khen anh Ba hơi nhiều à ngang. Ngưỡng mộ anh Ba quá hả? Làm gì có. Tôi, ý của tôi nói á là người ta chỉ là con rể thôi mà còn được cha thương như là con ruột vậy đó. Còn mình là con ruột mà cha coi như là con ghẻ vậy đó. Cho nên tôi mới tức giùm cho mình thôi. Nè, tôi cho cô biết nha, đừng có để cho tôi biết cô với anh Ba có chuyện chi. Tôi mà biết được giữa cô và anh Ba có chuyện chi qua mặt tôi giết cô đó. Cô liễu hồn nghe chưa? Thứ nhà anh đó, con phấn đấu suốt đời cũng không bao giờ bằng anh ta được đâu. Đồ bất tài, đồ vô dụng. Thank you.
sao rồi? Con kêu anh ba rồi, nhưng mà liệu anh ba có đáng tin không má? Dù gì thì cũng phải thử. Dạ má ơi. Mời anh ba vô. Dạ má. Phát hả? Vô đây con. Con ngồi đi. Dạ má cho gọi con có chuyện gì vậy má? Dù gì trong nhà con cũng là đứa lanh lẹ, hợp ý với má. Má muốn nhờ con một chuyện. Dạ má cứ nói đi. Má muốn con tìm cho má mấy đứa được được đầu gấu càng tốt nghe con. Dạ má cần làm gì mà phải cần tìm những người đó? Má muốn xử tội một thằng Sở Khanh. Thông thường á, để mần những cái chuyện như vậy, mình phải cần một số tiền lớn để chi cho họ vậy mới được. Chuyện tiền nông không thành vấn đề, miễn sao con chắc chắn thành công là được. Mày yên tâm đi, chuyện đó con làm được. Ừ. Đây là số tiền má ứng trước cho con. Má sẽ giao cho con hết phần còn lại khi nào con thành công. Mà má, cho con hỏi là người đó ở đâu, như thế nào và là ai vậy má? Má sẽ cho con biết mặt hắn, lẫn thời gian và nơi cư trú của nó. Dạ rõ, chuyện đó má cứ để con lo được. Ừ. Dạ nếu không có chuyện gì nữa con xin phép nha má. Khoan, má dặn nè, chuyện này chỉ có ba người mình biết thôi, con không được nói cho con Hạnh biết, con nghe rõ chưa? Dạ con biết rồi. Ừ. Thôi con đi nha má. Ừ. Má, má con thiệt là cao tay nha, mừng chuyện chi cũng nhanh gọn hết á. Con quý này nè, nếu mà mày cho má biết trước á thì đâu có chịu khổ vậy hả? Nếu con mình còn thì bây giờ nó cũng bằng con nhỏ này rồi. Chuyện lạ nha, bữa nay cô Út nhà này qua thăm đứa con gái của kẻ mà mình không ưa sao ta? Chị nói cái chi vậy? Con nít á thì đâu có tội đâu, vả lại nó cũng là cháu ruột của tôi mà. Cô mà chơi với cháu có chi lạ đâu. Nhưng mà cô cũng đừng có quên chứ, cũng chính vì sự ra đời của nó mà con trai cô mới chết đó. Nè chị hai. Chị nói cái gì vậy? Sống chết đều có số hết. Con của con Phụng nó chết là cái số của nó, không có mắc mớ chi tới con của tôi hết. Tôi thấy chị càng ngày càng hẹp hòi quá rồi đó. Chú. Chú cái gì? Tôi nói không đúng sao? Nè, hai anh chị thôi đi. Nếu chị không thích thì đừng đến đây nữa. Nè, tôi thấy thì sao thì tôi nói vậy thôi. Chú đừng có dây tiếng ác cho tôi. Có ác hay không á thì tự chị hiểu lấy. Thôi đi, hai người đừng có cãi nhau nữa, để yên cho đứa nhỏ ngủ kìa. Anh Tư à, anh cũng nên nói với chị Tư á là coi ngó đứa nhỏ đi, chứ để nó nằm ngủ một mình kiểu này á, có chuyện chi á là anh hối hận đó. Má đây. Nè, cô đi đâu vậy? Bỏ con nó nằm một mình vậy hả? Tôi mừng việc ở dưới bếp. Mần cái gì? Việc ở dưới bếp á, kêu người ở nó mần. Bỏ nó như vậy á, lỡ có chuyện gì thì sao? Tôi biết rồi, lần sau tôi để ý hơn. Ông hôm nay đi đâu mà sớm vậy? Tôi đi ra mấy cái tiệm gạo, coi tình hình buôn bán sao rồi. Tài à, Tài ơi. Dạ. Má, có chuyện gì vậy má? Con à, con đi chung với cha đi, coi có chuyện gì thì phụ với cha. Hai cha con đi chung á, má mừng lắm. Dạ. Yên tâm. Thôi khỏi.
Tôi đi một mình được rồi. Cậu Tư nhà này không có quen mừng chuyện sớm. Cha à. Ờ, ông ơi, ông cho con thêm một cơ hội nữa đi. Dầu gì nó cũng là con ruột của mình. Đừng có để thiên hạ người ta bàn ra tán vô, ruột bỏ ra da bỏ vào. Thôi được rồi, tôi ra ngoài trước đợi cậu Tư. Đi, đi theo cha. Nhớ đừng có để cho cha phật ý nghe chưa. Má yên tâm đi, con biết rồi mà. Con đi nha má.